Những con tông đơ tàu á, nó có một cái ưu điểm vượt trội, đó là pin mình sử dụng rất lâu, hầu như là lâu, thậm chí lâu vượt trội so với con những con pin hạng, những con tông hạng. Và máy rất khỏe nha nè. Nhưng mà nhược điểm của nó thì nó kêu cái âm thanh hơi lớn. Và cái lưỡi, thường cái lưỡi của những cái con tông đơ tàu này thường nó rất là dày, rất là thô. Và cái độ sắc bén thì đương nhiên nó sẽ không bằng những cái con tông đơ Mỹ rồi ha. Thì anh em biết mà, người Việt Nam mình là rất là giỏi chế đồ, gọi là bậc thầy của chế, nên là anh em cứ mua một con tông đơ khoảng tầm 350.000, chỉ cần máy khỏe, pin trâu là được. Và chúng ta xịa răng, chúng ta đồ lại lưỡi ha, chúng ta mài lại lưỡi, chuốt lại lưỡi thì nó cũng rất là bén, và anh em xài nó cũng không có cái sự khác biệt gì lắm đâu. Mà mới vào nghề á, cái tài chính mình nó hơi eo hẹp á, thì anh em nên mua hai con này nè. Đây là một cái gợi ý thôi, anh em nên mua hai con này khi mới vào nghề nè. Một con kia mây máy khỏe bên trâu để mình lấy nền ha, mình lấy nền, và một con Magic để mình phơi. Những con Magic thì khỏi phải nói rồi, đây là con tông đơ quốc dân, cái lưỡi nó rất mỏng, lưỡi kẹp rất mỏng, thì mình phơi nó sẽ mịn mịn hơn, bén hơn. Còn với những con trâu bò này thì mình dùng để mình càng quét,